Chiều 23 tháng 6, trong khuôn khổ hội thảo trực tuyến chuyển đổi số, nền tảng phát triển kinh tế xã hội do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang tổ chức, FPT và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025. Thỏa thuận được ký kết với mong muốn góp phần đưa Hà Giang trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số với 3 trụ cột: chính phủ số, kinh tế số, xã hội số vào năm 2023. Thông qua thỏa thuận này, hai bên mong muốn đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Giang, chuyển đổi tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước đến người dân, doanh nghiệp về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số. Đồng thời, hỗ trợ Hà Giang chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nền tảng số, phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị FPT, anh Trương Gia Bình, đây là một ngày ý nghĩa với FPT khi được tham gia vào chương trình thay đổi cuộc sống của gần 1 triệu đồng bào Hà Giang, giúp họ bước lên con tàu chuyển đổi số để sử dụng các dịch vụ công thuận tiện hơn, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, được tiếp cận nhanh chóng với các tri thức của kỷ nguyên số, rút ngắn khoảng cách với các tỉnh, thành phố khác. Với mong muốn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam và hoàn thành mục tiêu kép của chương trình chuyển đổi số quốc gia, FPT đã và đang đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trong các chương trình chuyển đổi số đô thị và xây dựng thành phố thông minh, và đang là đối tác vận hành khu đô thị thông minh giáo dục công nghệ cao của nhiều khu đô thị thông minh mới. Các giải pháp công nghệ số của FPT tập trung vào hệ giao thông thông minh, quản lý năng lượng thông minh, chính phủ số, giáo dục thông minh, chăm sóc sức khỏe thông minh và các nền tảng tích hợp dữ liệu. Nhiều dự án lớn đã được FPT triển khai, mang lại cuộc sống tiện ích hơn cho hàng chục triệu người dân. Với vị thế là tập đoàn công nghệ tiên phong trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giàu kinh nghiệm tư vấn, triển khai các dự án chuyển đổi số, FPT cam kết đồng hành cùng các địa phương trên toàn quốc thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, tạo nên những mô hình kinh tế số, xã hội số thích ứng với trạng thái bình thường mới trong tương lai.